Trình Tâm. Một tên con nhà giàu ăn trên ngồi trước, là bạch mã hoàng tử trong mắt nữ sinh toàn trường. Mỗi lỗ chân lông trên người gã đều nói lên ba chữ: dẻ ưu việt. Cậu không sao chứ? Cậu lái xe kiểu gì vậy? Muốn chết à? Sau này phải cẩn thận hơn nhé. May thầy không phải bạn nào cũng vậy. Ví dụ như mặt Úc Hoa, bạn học cùng lớp với cậu, người có gia cảnh tương tự tôi. Cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi ở trường, cũng là người bạn duy nhất. Chào cậu, còn mới chuyển trường chắc không được quen lắm nhỉ? Về sau có chuyện gì cứ hỏi mình nhé. Kia cũng là bạn cùng lớp bọn mình. Mạnh Tuyết, thanh mai trúc mã của Trình Thanh, công chúa nhỏ kiêu ngạo này, vì một số nguyên nhân mà sau đó có một khoảng thời gian rất dài luôn xem tôi là kẻ địch không đội trời chung. Tống Minh luôn là người Mạnh Tuyết bảo gì nghe nấy, người khiêm tốn nhã nhặn như cậu ấy đối với tôi vô cùng thân thiện. Chu Tử Dực, gã công tử bột là lớp phất phơ này, đi đến đâu là cây cảnh gà bay chó sủa đến đấy. Tao ngon quá hả? Ném chuẩn phết. Xương u cục rồi này, mày phải mời tao uống nước. Lúc đó tôi chẳng tài nào ngờ được rằng cậu ấy sẽ trở thành cuộc sống năm cuối cách của tôi, thậm chí là một khởi đầu vô cùng chấn động trong cuộc đời. Vào lớp đi. Thầy Tôn bảo cậu ngồi chỗ kia, vị trí cuối dãy thứ tư. Thầy chủ nhiệm đến rồi. Nam Chính Hạo 79 điểm, Lưu Tiêu 84 điểm, Tống Minh 95 điểm, Chu Tử Dực 48 điểm, Tô Trần Cẩm. Mà Úc Hoa 98 điểm. Tôi chẳng cảm, không ngờ hai ta là đồng chí đấy. Cậu hơn tôi có 4 điểm, có 52 điểm. Lần sau điểm tôi nhất định cao hơn cậu. Chứ tôi chừng cậu không biết ngại à? Liên quan gì đến cậu? Trình Tranh, 100 điểm. Nhẹ nhàng một chút thì chết à? Còn tưởng cậu kích động gì kinh thế, thì ra là không làm được bài. Liên quan gì đến cậu chứ? Ra trên. Không biết làm thì hỏi tôi này. Sao cậu không hỏi tôi kia chứ? Điểm tôi cao hơn cậu, tôi có thể chỉ cậu mà. Cậu dội làm gì? Dội gì hả? Trả tôi đây.
con thích đùi thế này lắm mà. Gì thế? Gì thế này? Miếng băng to quá đi. Im đi. Tôi có một ước mơ. Mỗi người đều nên có một ước mơ. Biết đâu nó lại thành hiện thực. 3 năm cấp 3 này, mọi người rất giả gian khổ, nỗ lực không ngừng là để có thể thi vào một trường đại học tốt, thực hiện ước mơ của bản thân. Nhưng mỗi một ước mơ chỉ đại đều không phải được nhân mà thành, trừ con đường học hành chăm chỉ để đưa ước mơ thành hiện thực. Các em không còn lựa chọn nào khác. Hôm nay tôi chỉ dạy đến đây thôi. Xem sách đi. Không biết thì hỏi. Sao rồi? Bố cậu đỡ bệnh chưa? Tình trạng vẫn không lạc quan cho lắm. Nhưng cụ thể thế nào mẹ mình không chịu nói. Bố cậu sẽ khỏe lên thôi. Chú Tử Dực, cậu trả thần giả quỷ làm gì thế hả? Ra đây đi. Oan có đầu, nợ có chủ. Việc này cậu bảo giải quyết sau đây. Xin lỗi. Xin lỗi cũng vô dụng. Đi còn không đi nổi này. Vậy cậu muốn sao? Cổng cậu ở đến nhà ăn. Cổng. Không cổng được thì đỡ cũng được. Không đỡ được thì đền tiền. Không đền người thì đền tiền. Đền tiền gì chứ? Tất nhiên phải đền tiền rồi. Tiền khám bệnh, tiền thuốc thang này. Tiền nợ ở trong thẻ này. Không đủ thì tháng sau tôi trả nốt. Mày đần hả? Chúng tôi không thể tiếp tục ăn như vậy được. Ăn cùng nhé. Cảm ơn. Tôi đi đòi thẻ lại giúp cậu. Đừng đi. Là tớ làm cậu ta bị thương, tớ phải chịu trách nhiệm. Tớ không muốn nợ nần gì cậu ta. Các cậu, hôm nay anh Chu đây rất vui, mà mọi người ăn kem Deluxe miễn phí. Bên đó cũng có, không cần vội. Bắt lấy này. Béo này. Không ngờ cái bạn tôi giận cẩm này không có tiền thật. Mua mấy hộp kem Deluxe mà quẹt hết cả thẻ rồi. Cậu có biết đây là tiền sinh hoạt cả tháng của tôi chẳng cẩm. Liên quan đến tôi chứ. Cậu không ăn cậu thiệt thôi. Béo, ăn thêm một hộp nữa đi. Cố lên. Trình Tranh, gì thế? Trong thẻ tôi đã có nhiều tiền như vậy. Đưa cậu thì cậu cứ cầm đi. Nói nhiều thế làm gì? Cảm ơn cậu. Nhưng về sau cậu đừng làm như vậy nữa. Cậu xem, người ta chúng không muốn nhận tấm lòng của cậu. Tôi không cần người khác bố thí.
cậu làm gì thế? Tôi giúp cậu học toán nha. Vì sao chứ? Vì tớ 100 điểm còn cậu 52 điểm. Đừng hiểu nhầm, tớ chỉ không chịu nổi người nào ngồi trước mà học kém hơn mình. Đấy là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi? Thế cậu học không tốt thì liên quan đến ai? Tô Trần Cẩm, bố cậu còn đang bệnh liệt giường, gia cảnh lại khó khăn như thế, có thể để cậu đến trường này học đã chẳng dễ dàng gì. Thầy nhắc nhở em phải tự mình tranh thủ nỗ lực vào. Buổi chiều tan học xong bắt đầu học thêm toán. Thì ra cậu ở chỗ này thật. Không thể phủ nhận, các giải toán của Trình Thanh luôn đơn giản mà hiệu quả. Cậu sao đánh 8 trên 10 đề à? Không được lười biếng, tan học xong tiếp tục làm. Trên cách dạy chuyện đơn giản, chuyện thô bạo, nhưng dần dần giữa chúng tôi hình thành một số bí mật nhỏ, hai bên không nói cũng hiểu. Thực ra là bí mật nhỏ mà ai ai cũng biết. Sơn thượng không gặp không về. Tôi Trần Cẩm, con người này hình như cũng không cần đáng ghét nữa. Gần đây kết quả học tập tiến bộ nhiều nhỉ? Có người giúp là tốt thế đấy. Cũng tạm. Thì ra cậu muốn xem bóng chày. Thực ra tôi muốn xem Chu Tử Dực cơ. Lẽ nào cậu không phải muốn xem Trình Tranh à? Tôi chậm thẩm, thầy Tôn tìm cậu có gì, cậu mau đi đi. Mẹ Út Hoa, tôi Trần Cẩm đâu? Nhà Trần Cẩm có việc gấp, cậu ấy về nhà rồi. Cậu ngồi đây làm gì? Trần Cẩm bảo tớ đổi chỗ cho cậu ấy. Cậu ấy còn chưa thấy về trường, cậu đừng có nói linh tinh. Cậu ấy về trường rồi. Tôi Trần Cẩm, mở cửa. Tôi biết cậu ở trong phòng mà. Tôi Trần Cẩm, mở cửa đi. Tôi còn không mở cửa là tôi phá cửa đấy. Mở cửa đi. Ừ.
Sao đột nhiên cậu lại muốn đổi chỗ? Cậu muốn trốn tôi sao? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Cậu có biết tôi đau lòng đến nhường nào không? Cậu về đi. Tôi không đi. Từ khi cậu trả lời tôi. Hiện tại tôi không có tâm trạng bằng việc này. Thi xong thì được chứ? Trước khi thi xong tôi đảm bảo không quấy rầy cậu nữa. Được chứ? Dốc toàn bộ sức lực luyện thi đại học. Trình Danh quả nhiên cũng làm như những gì cậu ấy đã nói, không đến tìm tôi lần nào nữa. Bất tri bất giác kỳ thi đã dội dàng đến, rồi lại dội dàng đi. Năm cuối mà chúng tôi từng sợ hãi, từng khát khao, từng yêu, cũng từng hận, cứ vậy đặt dấu chấm hết. Giữa mùa hè chói chang, cậu nhìn gì thế? Uống chút nước đi. Trần Cẩm, cậu có gì muốn làm mà chưa có đủ can đảm để làm không? Chưa tử dực, tôi muốn mời cậu nhảy. Sao hả? Không dám nhảy à? Nhảy thì nhảy, ai sợ ai chứ? Vì ta xem cậu có phát hiện Trình Tranh tối nay rất lơ đỉnh không? Tôi quen cậu ấy nhiều năm vậy mà chưa từng thấy cậu ấy như thế bao giờ. Tình cảm quả là một thứ ngang ngược, không cần hỏi trước sau, chẳng phải biết lý do. Tôi quen cậu ấy 18 năm, thích cậu ấy 18 năm, nhưng 18 năm này không gọi lại được cái mấy tháng cậu xuất hiện. Tôi giận cảm, tôi không thích cậu. Trình Tranh là bạch mã hoàng tử, nhưng cậu lại không phải cô bé lọ lem đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy phải đi Mỹ kế thừa sự nghiệp của gia đình. Còn cậu, tôi giống như từng nghĩ tới những chuyện này. Cậu có tư cách nghĩ tới sao? Hai người giống không xứng với nhau. Cậu ấy đối tốt với cậu chẳng qua cho thương hại cậu mà thôi. Tuổi thanh xuân không giới hạn. Cẩm,
đi Bắc Kinh với tớ. Hai đứa cùng đăng ký vào tham quan, đó là mục tiêu của tớ. Tôi chậm cẩm, ở bên tớ có được không? Nhưng tớ không thi vào nổi trường đại học tốt như thế. Với học lực hiện tại của cậu, hoàn toàn có thể đổi vào một trường bình thường ở Bắc Kinh mà. Tôi chậm cẩm, làm bạn gái tớ nhé. Tôi chậm cẩm, đi Bắc Kinh với tớ đi. Tôi chậm cẩm, ở bên tớ nhé. Bây giờ cả thế giới đều biết nỗi lòng của tớ rồi. Cậu không được trả lời không đâu nhé. Lòng của cậu. Thế chúng ta chúc ngủ ngon, Trình Tranh. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi mãi nhớ về đêm đó. Đôi mắt Trình Thanh sáng rỡ, hình như lần đầu gặp mặt. Nhưng nếu cậu ấy biết, nụ hôn này chỉ là kỷ niệm tới tặng cậu ấy trước lúc chia tay, cậu ấy nhất định sẽ không đứng nhận ra nó như một kẻ ngốc thế đâu. Tạm biệt Trình Thanh. Hè đi thu đến, cuộc sống năm nhất đại học âm thầm mà đến, rồi cũng lặng lặng mà đi. Nhưng nỗi tự ti và mơ hồ u ám khó hiểu thời trung học dường như theo năm nhất đại học này, cùng với sự bạc chiêu âm tính của Tiền Tranh, dần biến mất khỏi thế giới của tôi. Đây là thẻ công tác của em. Thư viện của chúng tôi đã có lịch sử hơn 100 năm. Lượng công việc ở đây lớn, lương lại không cao. Xin cô yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt công việc. Đây là một lực tra cứu, nhớ sắp xếp sách về đúng chỗ. À phải rồi, đây là đàn anh của em, Thẩm Cư An. Cậu ấy cũng đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Nếu em có gì không hiểu, có thể hỏi cậu ấy bất cứ lúc nào. Muộn thế này mới đến nè, hết công rồi. Lại lỡ giờ cơm nữa hả? Để anh làm cho. Cảm ơn anh. Phải rồi. 2 ngày nữa có việc đấy, em có hứng thú muốn làm không? Sao lại trốn ở đây thế? Giúp anh chứ. Cảm ơn. Này, lý tưởng của em là gì? Em chưa từng nghĩ tới lý tưởng gì cả. Có thể sống khỏe mạnh, yên ổn, quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Còn lý tưởng, mơ ước đều là những thứ diễn dông. Chỉ cần có thể sống một cuộc đời bình thường là em vui rồi. Sống một cuộc đời bình thường
cũng tốt. Vâng, nên chẳng thử là nước đóng chai của chúng tôi. Cảm ơn. Cảm ơn, xin mời điện thông tin để lấy được nước. Nước đóng chai của chúng tôi đây. Cảm ơn. Nước miễn phí dùng thử đây. Xin mời dùng thử nước đóng chai của chúng tôi. Cảm ơn. Đi thôi, em mời anh ăn trưa. Được. Thẩm Cư An, tôi thấy anh ta đối với cậu không chỉ đơn giản là đàn anh chiếu cố đàn em đâu. Anh ta thích cậu đấy. Đừng nói lung tung. Anh ấy ưu tú như vậy, con gái thích anh ấy nhiều lắm. Vậy cậu thì sao? Cậu thích anh ta không? Mỗi lần nhìn anh ấy tôi lại nghĩ tới mấy chữ gió mát căng thanh. Gió mát căng thanh. Thế Trần Trân thì sao? Long trời lỡ đất. Tôi dặn Cẩm. Nhìn đi đâu thế? Nhìn thấy tớ có phải bất ngờ lắm không? Sao cậu lại đến đây? Tớ không được đến à? Tìm tớ làm gì? Ai nói đến tìm cậu đâu? Thế cậu đi đi. Sao tớ lại phải nghe cậu kia chứ? Cậu là gì của tớ nào? Được, tớ đi. Nói thế nào, hai đứa mình cũng là bạn học cũ. Chân Cẩm. Tư An, sao anh lại ở đây? Chẳng phải ta đã bàn là sẽ đi chơi với nhau sao? Bạn em sao? Chào cậu, tên là Thẩm Cư An, bạn trai của Giận Cẩm. Trùng hợp quá. Tôi cũng thế. Trình Tranh, cậu ấy là bạn cùng trường cấp 3 của em. Bây giờ đang học ở Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa. Trường tốt đấy nhỉ? Thường thôi. Nhà hai người đang muốn ra ngoài ô chơi đúng không? Chị tôi chở tôi đến đây, hay là chúng ta cùng đi đi? Làm phiền hai người rồi. Không sao. Đi nào. Tôi là Trương Diệp, chị của Trình Tranh. Tôi là Thẩm Cư An. Anh đẹp trai này, anh đi mua nước với tôi nhé. Kiểu em thích chính là mẫu người như hắn ta à? Anh hỏi làm gì? Anh đã nghĩ đến việc quên em đi, nhưng anh thật sự không làm được. Ít nhất em hãy nói cho anh biết anh không tốt ở chỗ nào. Anh bỏ em ra. Em trả lời anh trước đã. Bỏ em ra. Đang ở chùa đấy. Bồ Tát đang nhìn chúng ta kìa. Bồ Tát không biết anh đau lòng đến thế nào không?
Nào, Tô Trạng Cẩm, uống đi. Em không uống được. Đây là lần đầu tiên anh mời rượu em mà. Cô ấy không biết uống đâu, để tôi uống thay. Đây là chuyện của chúng tôi, anh không làm thay được. Trạng Cẩm, anh vừa lòng rồi chứ? Anh chưa. Anh vẫn muốn biết tại sao tối hôm đó sau khi hôn anh lại không liên lạc chuyện với anh nữa. Em đã anh làm gì? Anh nói gì sai sao? Khi tôi ở cạnh Trần Cẩm chưa từng nghe cô ấy nói chuyện này. Tôi Trần Cẩm, em cũng lắm trò thật đấy. Trần Cẩm, em sao thế? Để anh đưa em về trước. Trần Cẩm, Trần Cẩm. Ban nãy không phải anh muốn uống thay cô ấy sao? Bây giờ thì không cần nữa rồi. Trình Tranh, Trình Tranh, Tư An, anh sao thế? Nếu anh tình nguyện sống một cuộc sống bình thường với em, em có đồng ý không? Khi phải đối mặt với cám dỗ vật chất, rất khó để giữ tâm hồn không dao động. Sao anh lại coi em là người như thế chứ? Còn không phải sao? Em có dám nói rằng em chẳng có chút cảm giác gì với Trình Tranh không? Thế mới nói cái gọi là cuộc sống bình thường chỉ là nói miệng mà thôi. Mới gặp tối hôm qua, sáng nay đã lại nhớ anh rồi sao? Trình Tranh, anh là đồ khốn. Anh đã bảo Trương Diệp nói gì với Cư An? Chị mà nói gì? Đừng giả ngốc nữa. Hai chị em anh hợp sức lại để lừa tôi. Anh có giả ngốc đâu, anh còn không hiểu em đang nói gì. Sao anh cứ đánh vấy lại cuộc sống của tôi như vậy? Bao giờ thì anh mới buông tha cho tôi? Anh hiểu rồi, có phải em và tên họ Thẩm kia? Tôi Trần Cẩm, anh không biết giữa em và tên họ Thẩm kia rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì. Chỉ anh nói cho em biết chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh. Không liên quan đến anh. Trước khi anh xuất hiện, tôi đã sống rất tốt. Vậy sao? Đã xa nhau lâu như vậy, em không hề muốn gặp lại anh sao? Không muốn. Không muốn. Vậy tại sao lúc anh tới tìm em, em lại tỏ ra vui vẻ như vậy? Không có. Thế tại sao khi uống say, em lại gọi tên anh? Nói bừa.
Nếu em không tin, chúng ta có thể hỏi Thẩm Cư An. Trình Tranh, anh chính là như thế. Chưa hỏi han gì đã tới trường tìm tôi, nông nổi ấu trĩ, lúc nào anh cũng hết dịch như thế. Anh luôn áp đặt tình cảm của anh lên tôi, kể từ lúc ở trường cấp 3. Đấy là vì anh thích em. Anh thích tôi nên tôi cũng phải thích anh sao? Nếu em đã không thích anh thì tại sao lại hôn anh? Tại sao lại cho anh hy vọng? Nếu đã không thích anh, tại sao em không từ chối thẳng để anh từ bỏ? Trình Tranh, tôi không thích anh, tôi ghét anh. Trình Tranh, tôi không thích anh, tôi ghét anh. Không có chuyện gì có thể khiến anh ấy thất vọng hơn câu nói này. Tôi đã quên mất phản ứng của Trình Tranh vào khoảnh khắc đó, nhưng tôi biết rằng anh ấy đã không còn ngốc nghếch đứng đó như đêm hôm ấy nữa. Có lẽ sau ngày hôm ấy, rốt cuộc anh ấy đã học được cách dần quên đi người con gái anh đã từng yêu, nhưng lại chỉ khiến cho anh đau khổ từ tận đáy lòng. Anh ấy thật sự không hề quay lại nữa. Không lâu sau, Thẩm Cư An cũng tốt nghiệp. Nghe nói anh ấy đã làm việc cho một công ty lớn. Sau lần đó, chúng tôi chưa từng liên lạc với nhau. Cuộc sống sinh viên của tôi dường như cuối cùng cũng trở lại bình yên như trước. Ý nghĩa quan trọng nhất của thực tập chính là đưa những lý thuyết học được trên lớp cho kết hợp cùng thực tiễn. Đường số 62 đều đi đến vì vụ tai nạn giao thông tới qua. Chu Tử Dực, chấn thương ngoài não, chảy dịch tủy não, tụ máu dưới da đầu, rách da mặt, toàn thân bị nhiều vết xây xước ngoài da, và mô mềm bị tổn thương, một phần phổi bị chập, chảy máu dùng ngực. 20 tuổi mới nhận được con búp bê yêu quý nhất, 40 tuổi mới mua được một bộ đồ đẹp, 60 tuổi mới gặp lại mối tình đầu. Những thứ này còn có ý nghĩa gì chứ? Trên đời không có tình nhân nào là vô tội cả, chẳng có khoảng thời gian nào là lãng phí. Việc đúng đắn nhất mà cô từng làm chính là nhân lúc còn có thể yêu, đã yêu hết mình. Hai mươi bảy, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ba mươi lăm, 36, 37, 38. Năm đấy, tháng 3 năm 2011, bởi sự hối thúc của mẹ, tôi buộc phải từ chối công việc làm thêm vào kỳ nghỉ, về quê trước dự định. Chú Ngô, chú ấy là một nhân viên kế toán ở xưởng may mặc trên thành phố, giờ đã qua đời, cũng chẳng có con cái gì. Bình thường chuyện lớn chuyện bé nhà ta, chú Ngô đều giúp đỡ không ít. Uống trà đi. Nếu con không bằng lòng, ngày mai mẹ sẽ từ chối. Con nghĩ nếu như bố vẫn ở đây, nhất định sẽ mong mẹ được hạnh phúc.
Anh đến đây làm gì? Gần nhà em có nhà máy điện tử số 2 còn gì. Mẹ anh đã mua nó rồi. Anh tới đưa tài liệu cho mẹ. Anh đừng phá. Em xem, giá đẹp thế nào em đừng làm nữa. Anh thì hiểu cái gì. Những thứ này có thể kiếm ra tiền. Em, thứ này có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Mỗi cái 8 đồng rưỡi. Mỗi tối làm được 5 cái. Tổng cộng là 45 đồng rưỡi. Sao ít thế? Vậy thế này nhé, anh đưa em 50 đồng, em đừng làm nữa. Nói chuyện với anh được không? Trần Tranh, anh không thiếu tiền. Một buổi tối kiếm được 30-40 đồng đối với anh mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng đối với tôi và mẹ, đó là tiền sinh hoạt trong 2 ngày đấy. Đây là lý do vì sao giữa hai ta chẳng có gì để nói cả. Dậy rồi à? Năm con. Anh thấy thỏ bao giờ chưa? Dở dẫn. Một con thỏ có mấy tai? Thì con này chỉ thích mọc một tai thôi, không được sao? Vậy thì đây là con thỏ không thích mọc đuôi rồi. Chốn chỉ đuôi nó đã rất ngắn rồi mà. Anh đưa tay em xem nào. Em định làm gì? Định xem tướng à? Vậy em có nhìn ra được tâm tình của anh không? Cảm ơn anh. Em đồng ý đi. Sau khi tốt nghiệp hãy tới Bắc Kinh. Hay ở bên anh có được không? Lần này em không thể chạy thoát khỏi anh đâu. Kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, mỗi người đều cố gắng hết mình để tìm cho bản thân một công việc thuận lợi, để được ở bên Trình Tranh. Tôi bắt đầu điên cuồng gửi đơn xin việc đến các công ty ở Bắc Kinh. Dẫu vậy, tấm lòng nhiệt huyết của tôi gần như chẳng đưa lại chút hy vọng nào, bởi tôi không nhận được bất kỳ bức thư hồi đáp nào. Có tin gì từ mấy công ty ở Bắc Kinh cầu gửi đơn xin việc không? Sớm biết như vậy mình đã nộp đơn vào đại học y như cậu rồi. Như thế mình có thể ở lại trường thêm vài năm nữa. Nào, nộp hồ sơ ở đây nhé. Không sao, giờ nhiều sinh viên tốt nghiệp mà, đâu phải mỗi mình cậu xin việc chật chật đâu, đúng không? Anh muốn gặp em. Ah.
Anh đi lấy chút nước. Em xem trời mưa rồi. Điện thoại của anh. Tôi chẳng cảnh. Tôi tìm được việc gì vậy? Vẫn chưa. Mình có một cơ hội phỏng vấn, còn có muốn thử không? Công ty gì thế? Vừa đúng phù hợp với ngành nghề của bọn mình. Thực ra là có một người giới thiệu cho mình, nhưng mình lại sắp đi du học mất rồi, nên đành bỏ lỡ chỗ này. Mình tặng cho cậu đấy. Ở Bắc Kinh à? Ở Thượng Hải. Thượng Hải à? Ôi trời, bây giờ là lúc nào rồi? Tìm được chị đã là tốt lắm. Quan trọng chị Bắc Kinh hay Thượng Hải chứ. Cho cậu đấy. Cầm đi. Đây là thông tin liên lạc của họ. Cậu hãy thử đi. Alo Trình Chanh. Tôi Trần Cẩm. Em ở đâu thế? Điện thoại em không gọi được. Nhắn tin em cũng không trả lời. Em... Này, anh có tin tốt cho em đây. Anh tìm được một công việc thực tập cho em ở Bắc Kinh đó. Tuy không đúng ngành của em lắm, nhưng chỉ cần có thái độ tốt, rất có khả năng được tuyển đấy. Trình Chanh à, em tìm được việc rồi. Ôi tốt quá rồi. Công ty nào Bắc Kinh thế? Ở Thượng Hải. Cái gì? Không phải anh bảo em tìm chỗ làm ở Bắc Kinh sao? Em tìm rồi, nhưng chẳng có công ty nào Bắc Kinh cần em cả. Anh cần em là được rồi. Ai bảo em đi làm ở Thượng Hải chứ? Trình Chanh, nghe em nói này. Em sắp tốt nghiệp rồi, không thể bỏ lỡ nó được. Anh có biết bây giờ tìm việc khó khăn thế nào không? Em ít nhất cũng phải tìm được việc làm chứ. Sao em ích kỷ vậy? Em chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác cả. Trình Chanh. Thiên Cơ bán cho tôi một vé đi Bắc Kinh sớm nhất. Alo, em đang đâu rồi? Có phải em giận anh rồi không? Em đang trên đường tới Bắc Kinh. Anh chẳng phải đang giận em sao? Em muốn đến gặp anh. Cái gì? Anh đang trên đường đến Thượng Hải. Hả? Hả cái gì mà hả? Em không đến được Bắc Kinh, anh cũng không đi Thượng Hải. Chả nhẽ mình phải xa nhau à? Nói cho anh biết trạm dừng tiếp theo là ở đâu. Sắp đến Thái An rồi thì phải. Chị em xuống ở đấy đi, anh đi tìm em. Ừ. Anh đến chưa? Anh đang ở đâu? Này heo, ở bên này. Trình Chanh. Trình Chanh. Trình Chanh đừng đùa nữa. Tôi chẳng cẩm. Anh nói rồi mà, cho dù em có đi tới chân trời góc bể, anh cũng sẽ không bỏ rơi em đâu. Thank you.
giường đi được không? Anh hơi lạnh. Anh làm gì thế? Anh để tay ở đây không làm gì nữa. Anh đừng làm loạn nữa. Anh chỉ làm ấm tay thôi mà. Anh đừng cởi nữa. Anh làm cách bây giờ. Anh làm gì vậy? Nói cách ra bây giờ. Anh nóng. Anh làm cái trò gì vậy? Trình Tranh, anh mặc quần chào ngay. Anh nóng mà. Vậy anh đi lấy quần. Đồ lừa đảo. Anh nói xem cái to ở đằng trước hay là cái nhỏ? Cái to. Trình Tranh, tôi cũng phục cậu thật đấy. Nhà của chương trình to thế thì không ở, lại thích ở cái cassette tiếng Âu này. Bé cứ mồm thôi. Tôi phải thằng lắm mới bảo được tôi dẫn cẩm chuyển qua đây. Đừng có ăn nói dớ dẫn. Dẫn cẩm. Đưa tôi một cái ốc chích đây. Sống ở chỗ này cũng không tốt. Bố mẹ cậu bây giờ không bắt cậu đi Mỹ nữa à? Giờ việc làm ăn của họ đang rất thuận lợi. Cũng bảo tôi qua đó giúp họ suốt. Vậy cậu định bao giờ đi? Tôi vẫn chưa quyết định, tạm kéo dài trì hoãn đã. Thế nếu cậu qua đó thì tôi vẫn cảm phải làm sao? Đóng gói đưa theo luôn. Cái gì đóng gói đưa đi cơ? Cậu uống canh đậu xanh không nào? Anh uống. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cứ thế đi. Uống bát canh này đi. Tôi có việc đột xuất, tôi đi trước nhé. Ngon lắm. Út Hoa, anh tuần sau anh kết hôn với Trần Khiết Khiết rồi. Chúc mừng anh. Đôi lúc anh nghĩ, nếu chúng ta là người một nhà thì thật tốt. Cái này em hãy giữ nó. Chưa tử trực đưa nó cho mình. Anh ấy phải kết hôn rồi. Thật ra mình không có ý giấu giếm cậu về mối quan hệ của mình với chưa tử trực. Chỉ là bản thân mình cũng không biết phải nói với cậu thế nào nữa. Dù gì anh ấy chưa từng thừa nhận mình là bạn gái của anh ấy. Đồ tồi. Anh ấy không sai. Chỉ là anh ấy không yêu mình mà thôi. Cậu có hối hận không? Trần Cẩm,
mình sẽ rời xa nơi này. Mình đã chấp nhận lời mời đi du học Đại học Trinity ở Dublin. Đây là sự lựa chọn của mình. Một nơi xa nhất. Ở đó mùa đông trời lạnh và băng tuyết nhiều lắm đấy. Cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt nha. Thế sao, em thích không? Đây là nhà của Trương Việt à? Ừ, đi thôi. Trình Canh, chị à, bình tĩnh đi. Đáng ghét, người châu Ân nhà cậu chọn ra đâu thế rồi cũng không đến đây một lần. Em bận mà. Sao biết cậu là đồ châu lương tâm như vậy, chị nên nghe lời mẹ cậu, đem cậu gửi sang bên Mỹ. Ít nhất là hôm nay em đã đến rồi nhé. Tư An, cậu làm sao vậy? Hôm nay là ngày vui của chị, vậy với chị mà chẳng nhiệt tình gì cả. Chị chọn ai không chọn, là đi chọn hắn ta. Không phải chị của cậu, chị thích thế. Vậy chị cảm thấy hắn ta yêu chị hay là yêu tiền của chị? Nghe cậu nói thử xem, tôi Trần Cẩm thích cậu hay là thích tiền của cậu vậy? Trần Cẩm không giống hắn ta. Có phải em thấy ngạc nhiên lắm không? Chương Việt, cô ấy rất tốt. Chúc mừng anh. Cảm ơn. Cho dù cô ấy có không tốt cũng chẳng sao. Người tôi cưới là người tên Chương Việt. Họ của cô ấy, bố của cô ấy, như thế là đủ. Những thứ khác đối với tôi không quan trọng. Nhưng tôi nghĩ anh không nên làm tổn thương chị ấy. Không có ai đáng bị tổn thương. Nhưng tôi với cô ấy là hai người ở hai thế giới khác nhau. Những thứ cô ấy muốn có thể có được bất cứ lúc nào. Nhưng thứ mà tôi muốn, cô ấy chắc cũng hiểu rất rõ. Tại sao lại nói với em những điều này? Anh coi em là bạn. Anh cảm thấy giữa hai ta có rất nhiều điểm giống nhau. Chúng ta không hề giống nhau. Ừ. Anh mua ô rồi này, đi thôi. Đôi giày này đi mưa thì tiếc lắm. Nào anh cõng em, cầm đi. Đi nào. Em sắp biến thành heo rồi đấy, không cõng nổi nữa rồi. Trình Tranh. Ừ. Tại sao anh không bỏ em? Anh sợ nếu anh mà không ở cạnh em, không ai có thể chịu được cái tính xấu của em mất. Vậy anh sẽ cưới em chứ? Cái gì? Chúng ta sẽ kết hôn chứ? Trần Cẩm, anh xin thề, cả đời anh sẽ không rời xa em đâu. Cổng vợ vào nhà thôi. Tháng 4 năm 2013,
Chú à, Trần Cẩm chú đến rồi à? Mẹ của cháu bị ung thư cổ tử cung, nhưng cháu đừng lo, bệnh của bà ấy đã được kiểm soát rồi. Nhưng nếu như làm phẫu thuật phải cần một số tiền rất lớn, là 180 vạn. Sao chú có thể có được số tiền lớn như vậy? Chú đã dùng tiền của công ty. Không phải chú đã chạy hưu rồi sao? Nhà máy phá sản, nhưng nhà Trình Tranh đã mua nhà máy của chúng ta rồi. Cậu ấy tìm việc cho chú, cậu ấy không cho chú nói với cháu. Vậy số tiền đó là của Trình Tranh sao? Kiểu gì mình sẽ trả cậu sớm nhất có thể, không thành vấn đề. Cảm ơn cậu, mình tìm cách khác vậy. Ngô Đăng, cảm ơn cậu, và nhìn tài với mình bây giờ rất quan trọng. Không sao, làm phiền cậu rồi. Mình sẽ trả cậu sớm nhất có thể. Thế còn Tiểu Huyền, mình sẽ trả cậu nhanh nhất, mình tìm cách khác vậy. Alo, Tư An. Hello. Chào. Bảo Hiếu Kỳ, bạn cùng phòng có gọi điện cho em đấy. Cô ấy bảo tạm thời nhà có việc, tiền cho em vay, tạm thời không đưa cho em được. Anh đã gọi điện cho chú Ngô. Ban đầu anh ấy không chịu nói gì hết. Chuyện lớn như vậy em phải nói cho anh sớm chứ. Đây là 300.000 tệ. Anh hãy đi cho chú Ngô đi. Đeo máy bổ sung thêm tiền. Trình Tranh, em đã vay được tiền rồi. Em vay của ai? Bạn bè em, ai có thể cho em vay số tiền lớn như vậy chứ? Em nói đi chứ. Thẩm Cư An, chuyện lớn như vậy em không tìm anh. Em thấy bạn trai như tôi có phải là thất bại lắm không? Trình Tranh, Trình Tranh, anh nghe em nói, chú ấy nhờ vào mối quan hệ của anh mới có được công việc này. Bây giờ sổ sách ghi chép có vấn đề, em không thể lại dùng tiền của anh để lắp vào khoản thiếu hụt được. Thế sao em có thể dùng tiền của Thẩm Cư An hả? Em đi che tiền của anh ấy, là vì anh ấy chống em. Biết rằng nghèo khổ đáng sợ tới mức nào, không cần giải thích nữa. Thẩm Cư An, Thẩm Cư An, từ nay trở đi tránh xa tôi, chẳng cẩm ra cho tôi. Lấy tiền của phụ nữ đi mạo xưng tình thánh, anh là cái thái gì chứ? Sớm đã nghe nói nhà họ Trình làm ăn lớn, hôm nay coi như tôi được chứng kiến rồi. Trả tiền cũng phải trả gấp đôi.
Những số tiền chưa ra đó chỉ mong cậu cầm về cho. Bởi vì tôi chỉ muốn giúp Trần Cẩm. Bạn gái của tôi không cần anh giúp. Nhưng hiện tại khi cần được giúp đỡ, cô ấy đã tìm đến tôi chứ không phải cậu. Alo, tôi Trần Cẩm. Cậu mau đến đây đi. Trình Tranh đang ở chỗ tớ. Các cậu ở đâu? Nào béo, cần một ly. Cậu uống nhiều rồi, không thể uống nữa. Để lần sau uống tiếp. Để lần sau lại uống cùng nhau nhé. Béo, mau ngăn cậu ấy lại. Đừng uống với cậu ấy nữa. Được, tôi uống. Mạnh Túy, uống một chén đi. Trình Tranh, muộn lắm rồi. Đi về với em đi. Chuyện của cô không cần tôi quản. Thì chuyện của tôi, cô cũng đừng có quản. Đừng như vậy. Có chuyện gì chúng ta về rồi hẳn nói. Tôi không về đấy. Vậy phiền các cậu chút nữa đưa anh ấy về nhà sớm một chút. Ừ. Trình Tranh, cậu làm cái trò gì thế hả? Bạn học với nhau cả mà cậu làm cái trò gì thế? Con có thể không thích, nhưng không được thiếu tôn trọng người ta như vậy. Cậu hiểu không hả? Liên quan thử gì đến cậu chứ? Hai cậu dừng tay lại. Hai cậu dừng tay lại cho tôi. Trình Tranh, tối nay tôi mới phát hiện ra, thực ra cậu cũng rất đáng thương. Phụ nữ có khi cảm thấy người mình yêu trở nên đáng thương, phải chăng cũng có nghĩa là không còn yêu nữa? Anh nghe anh 30 chạm. Đây là giấy nợ. Tôi chẳng cầm. Vậy em nợ anh thứ này thì làm sao trả? Em nói đi. Em không biết anh hận em vì sao cứ như một cục đá vậy. Năm 2007, từ lần đầu tiên gặp gỡ đến ngày hôm nay tròn 6 năm, em vẫn chưa hề yêu anh. Thank you.
chia tay đi. Alo, tôi Vận Cẩm, Tống Minh đây. Cậu ở đâu vậy? Trình Tranh sẽ bay sang Mỹ vào 4 giờ chiều nay. Bây giờ cậu đuổi theo vẫn còn kịp. Ông Trình, tàu lái máy bay và phi hành đoàn đều đã sẵn sàng. Xin hỏi chúng ta có cánh được chưa? Đợi thêm chút nữa đi. Được ạ. Đi thôi. Vâng. Thời gian thật sự là một thứ rất đáng sợ, có thể chữa lành mọi thứ, dù là những ký ức đẹp đẽ hay đau buồn đi chăng nữa. Thời gian đều có thể làm phai mờ tất cả, chỉ để lại cho chúng ta những vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài. Rất lâu sau khi chia tay, hình bóng anh ấy vẫn hiển hiện khắp nơi. Anh ấy luôn đứng trên từng con phố. Mỗi lần tôi quay người nhìn lại đều chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng hình thân thuộc ấy. Trong suốt 24 tháng, cứ như vậy đã trở thành cách duy nhất để chúng tôi liên lạc với nhau. Ngoài ra, tôi càng ngày càng ít nghĩ tới những điều thuộc về anh. Tới việc quên em đi, nhưng anh hoàn toàn không làm được. Ít nhất xin hãy nói cho anh biết, anh không tốt ở điểm nào? Bồ Tát có biết trong lòng anh đau khổ thế nào không? Thank you.
tháng 7 năm 2015. Trong lòng bạn có phải cũng có một người như thế? Sau khi anh ấy bỏ đi, cuộc sống của bạn vẫn cứ tiếp tục. Những dấu vết mà anh ta lưu lại đều bị cuộc sống thường ngày dần dần xóa nhòa. Trong những năm tháng thanh xuân xa vời nhưng lại vô cùng rực rỡ ấy cũng đã trở thành đoạn ký ức phai nhạt, đã ngã chàng, dần dần khô héo. Trong dòng chảy thời gian.